Bác Trà My đến đây muốn chia sẻ một bài hát nào với chương trình? Dạ em xin được hát bài Giấc Mơ Chưa ạ. Chúng ta sẽ đến với phần trình diễn của bác sĩ Bệnh viện Quân Y 175. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Thơ em không được đến trường,
tuổi thơ em bơ vơ đầu đường, xin từng hạt cơm rơi, xin từng hạt cơm rơi. Cha ơi, cha ở đâu? Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Đêm đêm bên hè vắng, đứa bé mồ côi vẫn nằm đơn côi như dấu chăm hỏi, như dấu chăm hỏi, hỏi giữa cuộc đời. Bóng mãi hôm nay về thấy hoa vàng.
trong lành. Lối về quanh có chẳng níu bước chân tôi về, có còn hôm qua ở đó. Hết ngày âu lo rồi bỗng mãi hôm nay về, thấy hoa vàng ở trên cỏ xanh. Quên một người có tình yêu vượt qua mùa đông, gục chết sau đêm mùa xuân. Có người mang bình yên về nơi nào xa xôi chẳng bến bờ, có người gieo vào nhau niềm tin tình ấm nồng không thể rời xa. Đi thật xa chẳng trở về. Xin lỗi cơn mơ vừa qua, xin lỗi cơn đau vừa xa lạ, xin lỗi nỗi vui còn vương lại, nụ cười đôi khi đắng cay lòng này. Lời hát viết ra vì tôi, vì biết nói ra lệ. Xin lỗi đáng ra phải vui thế mà. Có tình yêu vượt qua mùa đông, gục chết sau đêm mùa xuân. Có người mang bình yên về nơi nào xa xôi chẳng bên bờ, có người gieo vào nhau niềm tin tình ấm nồng không thể rời xa. Có người đi thật xa chẳng trở về. Xin lỗi cơn mơ vừa qua, xin lỗi cơn đau vừa xa lạ, xin lỗi nỗi vui còn vương lại, nụ cười đôi khi đắng cay lòng này. Lời hát viết ra vì tôi, vì biết nói ra lệ rơi. Xin lỗi đáng ra phải vui thế mà. Lời hát vì tôi, vì biết nói ra lệ rơi. Xin lỗi đáng ra phải vui thế mà. Thank you.
sẽ đau đớn như vậy, mà nước mắt đó vẫn rơi không thể ngừng lại, tiếc nuối những gì cho cả hai. Vì em biết đã có những sai lầm, dù em đã cố giữ lấy anh đến vô cùng, và em đâu muốn chúng ta kết thúc như vậy, nhưng có lẽ đã đến lúc buông tay. Nếu anh đi trái tim này buồn biết mấy, dù biết trong lòng còn yêu còn thương biết mấy, dù biết trong lòng còn yêu còn thương lắm đây. Nếu anh đi hãy cho em được nói với anh một lời, dù tình ta vỡ đôi. Nếu anh đi trái tim này buồn biết mấy, dù biết trong lòng còn yêu còn thương. Giật mình nhìn lại thấy anh đã xa, lâu rồi cũng chẳng biết nhớ nhung yêu thương một người. Rồi bụng một ngày như trở về tuổi 20, là khi em thấy ánh mắt và nụ cười, như lòng con tim em trở nên hoang mang loạn nhịp. Liên hỏi lại giờ em sẽ từ chối, nên anh mới biết ra tâm tư lòng này là anh đã đi hết một phần ba cuộc đời, mà sao trái tim vẫn còn một mình trôi vơi. Nhiều lần muốn đôi chân dừng lại nghỉ ngơi, do anh khó hay là người khó em ơi. Muốn kể cho em nghe bao nhiêu là điều, mà không biết em sẽ yêu lòng này bao nhiêu. Về ký ức và những câu chuyện tình yêu, nhưng nói chung là em đã yêu anh rất nhiều. Trôi qua giật mình nhìn lại thấy
già. Lâu rồi cũng chẳng biết nhớ nhung yêu thương một người. Rồi bỗng một ngày như trở về tuổi 20, là khi em thấy ánh mắt và nụ cười anh làm con tim em trở nên hoang mang lạc nhiên. Liên hỏi lại xa em xa tư trói, nên anh mới viết ra tâm tư lòng này. Là anh đã đi hết 1/3 cuộc đời, mà sao trái tim vẫn còn một mình trôi vơi. Nhiều lần muốn đợi trên giường lại nghỉ ngơi, do anh khó hay là người khó em ơi. Muốn kể cho anh nghe bao nhiêu là điều mà không biết em sẽ hiểu lòng mẹ bao nhiêu. Về ký ức và những câu chuyện tình yêu, nhưng nói chung là em lỡ yêu anh rất nhiều. Rất nhiều. Rất nhiều. Anh đã đi hết 1/3 cuộc đời, mà sao trái tim vẫn còn một mình trôi vơi. Nhiều lần muốn đợi trên dừng lại nghỉ ngơi, sao anh khó hay là người khó em ơi. Một kế cho em nghe bao nhiêu là điều mà không biết em sẽ yêu lòng này bao nhiêu. Về ký ức và những câu chuyện tình yêu, nhưng nói chung là anh đã yêu em rất nhiều. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình.